no car. Today, public holiday, that's why no car. Yeah. Not busy, not traffic. Not much busy. If all the time walking, then it will, this time we're very busy in traffic. Nếu mà bình thường là giờ này kẹt xe rồi đó. Mà hôm nay thứ sáu là lễ ở Úc, public holiday. Rồi lễ tuần lễ Phục Sinh sắp tới, kỳ nghỉ lễ này. Ủa lễ public holiday là lễ gì vậy Vivian? Là lễ gì hôm nay vậy? Trời ơi, tự nhiên ngày thứ sáu tốt lành. Ok. But McDonald's still open or not? In Victoria Point. Oh. It is. Really? Charge for extra. It's right, okay. 20. Because on shopping center, on clothes, everywhere. Yeah. Một chút xíu mẹ đi ghé mặt lên ngồi chơi không? Nè, say hello đi Phan. Đi Ben. Nó có ăn vịt ngon quá giờ không đi về.